siêu âm Doppler tim, siêu âm tim trong cấp cứu. Thực ra là đối với siêu âm tim cấp cứu thì bây giờ chúng ta thấy rằng các cái kỹ thuật siêu âm tim rất là phong phú, đúng không ạ? Và nhiều cái kỹ thuật mới nó còn thể hiện được cái giá trị, ngoài giá trị lâm sàng còn giá trị nghiên cứu, và vai trò của nó càng ngày càng được khẳng định. Vì vậy chúng ta cũng không cần phải nói là siêu âm Doppler, tức là chúng ta nhấn mạnh Doppler tim nữa, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nói đơn giản là siêu âm tim. Ngày xưa là siêu âm, chúng ta hiểu siêu âm bình thường tức là siêu âm 2D và TM. Siêu âm Doppler là Doppler màu, Doppler xung, Doppler liên tục, cùng lắm là có Doppler mô. Thế nhưng bây giờ chúng ta có rất nhiều các cái kỹ thuật hiện đại khác. Tuy nhiên đối với cấp cứu thì một, chúng ta không cần quá nhiều các kỹ thuật hiện đại. Chúng ta không cần quá nhiều các máy móc mà phức tạp. Hai là 2D và Doppler vẫn là chủ đạo để đánh giá về các cái bất thường liên quan đến giải phẫu và các cái thay đổi liên quan đến huyết động. Chúng ta thấy là lần đầu tiên mà siêu âm được áp dụng tại khoa cấp cứu ở Mỹ là năm 1980, và vai trò của nó càng ngày càng được khẳng định. Vì sao? Nó là thăm dò không xâm nhập, lặp đi lặp lại được, thông tin thì rất nhanh, chính xác, và nó tập trung vào đúng cái mà ta cần. Trên hầu hết trường hợp, như tôi nói, chúng ta chỉ cần siêu âm 2D phối hợp với Doppler đánh giá huyết động là ổn. Và nó giúp cho chúng ta, đặc biệt là giúp cho bác sĩ cấp cứu, hai vấn đề quan trọng. Một là chẩn đoán những vấn đề có tính chất là sống còn đối với bệnh nhân. Hai, định hướng can thiệp nếu có, và định hướng điều trị nếu có chỉ định. Các cái chỉ định lâm sàng chính của siêu âm Doppler tim cấp cứu là gì? Phát hiện dịch màng ngoài tim, tìm ép tim, đánh giá chức năng tim. Đặc biệt là trong trường hợp ngừng tuần hoàn thì tìm lý do bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn, đánh giá chức năng thất trái, đánh giá chức năng thất phải. Phát hiện phình tách động mạch chủ, ngực đoạn gần. Chẩn đoán trong trường hợp mà bệnh nhân có thiếu oxy kéo dài và có thể hỗ trợ để tối ưu hóa điều trị như là chọc dịch màng ngoài tim dưới hướng dẫn của siêu âm. Một số trường hợp đặc biệt khác thì chúng ta có thể đánh giá những thay đổi về mặt huyết động để đánh giá áp lực đổ đầy thất, bệnh nhân có thừa dịch thiếu dịch hay không, phân biệt phù hồi cấp huyết động hay phù hồi tổn thương, tối ưu hóa các cái điều trị vận mạch trong sốc nhiễm khuẩn. Những tình huống lâm sàng chúng ta gặp phải ở phòng cấp cứu thì vô vàn: chấn thương, ngừng tuần hoàn, sốc, huyết động không ổn định, đau ngực, suy hô hấp, thiếu oxy kéo dài mà không đáp ứng với các điều trị. Nếu như bệnh nhân này, chúng ta thấy bệnh nhân có những cái rối loạn về huyết động không rõ nguyên nhân, phù phổi cấp, thì một cái máy siêu âm hoặc là cầm tay hoặc là máy xách tay gọn nhẹ với những mặt cắt hết sức cơ bản ở mỏm tim, ở dưới bờ sườn, chúng ta đã có thể tìm được bệnh nhân có dịch màng ngoài tim, giãn tĩnh mạch chủ dưới, có tình trạng ép thất phải nhĩ phải, ép tim cấp. Bệnh nhân có thất phải giãn không vận động, có thuyên thoát phổi cấp rồi dẫn đến rối loạn huyết động không? Thất trái giảm động hoặc là vô động, suy tim cấp trong hội chứng vành cấp, viêm cơ tim, nhiễm độc cơ tim. Còn tình trạng tim tăng động, tĩnh mạch chủ dưới xẹp thì có thể là do sốc gì ạ? Sốc mất máu, sốc nhiễm khuẩn hoặc là một số các sốc khác. Về hình thức siêu âm thì chúng ta thấy là có hai hình thức siêu âm, và mỗi một cái hình thức thì đều có các cái ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Trong trường hợp mà siêu âm qua thành ngực thì chúng ta thấy phát hiện rất nhanh, có thể áp dụng dùng máy siêu âm làm ngay lập tức. Tuy nhiên là có thể một số trường hợp thì siêu âm qua thành mực rất là mờ thì chúng ta buộc phải sử dụng những cái mặt cắt đặc biệt. Siêu âm qua thực quản thì đặc biệt là sẽ hữu ích đối với bệnh nhân mà nằm ở trên cái khoa điều trị tích cực, bệnh nhân phải đặt ống thở máy, bệnh nhân có đa chấn thương, đúng không ạ? Bệnh nhân có bất thường liên quan đến van nhân tạo. Đấy là những cái rất quan trọng mà siêu âm tim thực quản có thể cho chúng ta thông tin. Lựa chọn hình thức nào thì nó phụ thuộc vào tính sẵn có. Ưu tiên số 1 là siêu âm qua thành ngực.
Còn siêu âm tim qua thực quản, như ta nói, chấn thương ngực kín, thông khí nhân tạo, bệnh nhân sau phẫu thuật chung và sau phẫu thuật tim, bệnh nhân có những cái bệnh lý mà có nguy cơ gây thuyên tắc từ tim, ví dụ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn chẳng hạn, là một trong lý do nhé, là những cái chỉ định mà chúng ta nghiêng về phía siêu âm tim qua thực quản cấp cứu. Đối với một bác sĩ làm siêu âm cấp cứu thì yêu cầu tối thiểu của chúng ta là gì? Chúng ta phải phát hiện được dịch mạc ngoài tim nhé, chẩn đoán được tình trạng ép tim, chúng ta chẩn đoán được tình trạng giãn và suy thất phải, chúng ta đo được kích thước tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta phát hiện được những cái rối loạn vận động vùng của thất trái và đánh giá nhanh chức năng thất trái. Về kỹ thuật thì chúng ta có các cái mặt cắt cơ bản, đều có thể sử dụng các mặt cắt cơ bản. Đây, trên hõm ức, mặt cắt trục ngắn cạnh ức, mặt cắt dưới mũi ức, mặt cắt bốn buồng từ mỏm, mặt cắt trục ngắn dưới cạnh ức, và một số các cái mặt cắt trên siêu âm Doppler tim qua thực quản. Và các cái kiểu siêu âm vẫn là những cái kiểu siêu âm tim thông thường. Chỉ định của các cái mặt cắt thì với mỗi một cần cắt chúng ta lại có ưu tiên để phát hiện những cái bất thường. Ví dụ để phát hiện dịch thì rất đơn giản, mặt cắt dưới bờ sườn hoặc trục dọc cạnh ức là chúng ta có thể phát hiện được dịch và phân biệt được dịch màng tim, màng phổi rồi. Bài của thầy Cường đã dạy thì các bạn đã biết cách phân biệt dịch màng tim và dịch màng phổi rồi. Để đánh giá chức năng thất phải không có gì hơn là trục dọc cạnh ức và bốn buồng từ mỏm đánh hướng về thất phải. Chúng ta so sánh kích thước thất phải, thất trái, đánh giá vận động vùng thất phải, đánh giá chức năng tâm thu thất trái toàn bộ trục dọc cạnh ức trên tách hôn, hoặc là chức năng tâm thu thất trái mà đánh giá theo Simpson thì chúng ta sẽ sử dụng mặt cắt bốn buồng từ mỏm. Hoạt động của các van tim thì rất nhanh để chúng ta đánh giá bằng các mặt cắt từ mỏm. Về đánh giá thể tích đấy thì chúng ta sử dụng mặt cắt dưới mũi ức và bốn buồng dưới bờ sườn. Trong tình trạng bệnh nhân sốc tụt áp, trục dọc cạnh ức và dưới bờ sườn là hai cái mặt cắt chúng ta sử dụng phổ biến nhất. Nghi ngờ bệnh lý động mạch chủ cấp, trục dọc cạnh ức mà nhấc lên một hai khoang lên sườn, hai buồng từ mỏm và tìm động mạch chủ xuống. Cái thứ ba nữa là mặt cắt trên hõm ức, đến bài lóc tách động mạch chủ, hội chứng động mạch chủ cấp, các bạn sẽ có cơ hội được học nhiều hơn. Đối với bệnh nhân ngừng tuần hoàn, mặt cắt duy nhất chúng ta cần phải làm dưới bờ sườn, bởi vì chúng ta chỉ có chưa đầy 10 giây cho mỗi một lần đặt đầu giò vào ngực bệnh nhân để chúng ta có thể phát hiện được à có dịch hay không có dịch, tim ngừng đập hoàn toàn chưa về mặt cơ học và thất phải có vấn đề gì không, ví dụ như vậy. Đây là vị trí đầu giò siêu âm mà chúng ta đặt, đúng không ạ? Trục dọc cạnh ức này, bốn buồng từ mỏm này, dưới mũi ức này, sẽ là khó khăn nếu như bệnh nhân nằm ở khoa điều trị tích cực mà không phải là ở cấp cứu nữa, thì khi đó những cái thay đổi rất nhỏ về tư thế bệnh nhân cũng có thể đem lại những cái hình ảnh rất đẹp. Chúng ta chỉ cần hơi kê một cái gối dưới lưng bệnh nhân để bệnh nhân hơi nghiêng sang bên trái, thế mà chúng ta có thể làm được tốt hơn rồi nhé. Hoặc là làm siêu âm dưới ở mỏm hơi khó thì chúng ta đặt hẳn lên phía trên, chúng ta có thể làm từ phía trên chúng ta nhìn xuống cũng được, tức là chúng ta tận dụng mọi vị trí để chúng ta có thể quan sát được quả tim. Để đánh giá chức năng tâm thu thất trái các bạn đã được học đúng không ạ? EF trên Tekhon và Simpson. Nhưng mà không may, không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn được rõ, không phải lúc nào chúng ta cũng cắt được TM thật là phẳng phiu, đặc biệt là với trường hợp bệnh nhân nặng. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn được toàn bộ hình dạng của thất trái và đường viền nội mạc của thất trái, đúng không ạ? Khi đó thì có hai cái thông số rất là quan trọng chúng ta nên dùng. Một là gì? Một là sự dịch chuyển của hồng van nhĩ thất. Đây, chúng ta cắt qua đây. Và nếu nó thấp dưới 16 này, thì 16 bình thường, nhưng mà thấp 10, 12 là bất thường, thì nó gợi ý là chức năng tâm thu thất trái giảm. Thông số thứ hai chúng ta được sử dụng đó là vận tốc tâm thu tại vòng van hai lá. Sáng nay chúng ta lúc buổi trưa nay chúng ta nhớ chỉ số bình thường bao nhiêu? Trên 9,5, đúng không ạ? Nhá. Thế thì trong trường hợp này chúng ta đo ở ít nhất hai vị trí. Nhớ tại vòng van chúng ta đo ở ít nhất hai vị trí, một là thành tự do, hai là ở gì ạ? Vách niên thất. Nhá, tại vị trí vòng van ở hai vị trí đó chúng ta thấy S'
bình thường. Đấy. E phẩy, A phẩy, S phẩy, đúng không ạ? Chúng ta biết là chúng ta đã học bài các mặt cắt thông thường và các chỉ số siêu âm tim bình thường rồi, đúng không ạ? E phẩy hoặc là M gì? Hoặc là MO, AMO, SMO, đúng không ạ? Thì đây là S phẩy. Và S phẩy thấp thì chứng tỏ bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Được không ạ? Đơn giản đúng không ạ? Quá đơn giản, hai thông số. Đánh giá về huyết động rất nhức đầu, đúng không ạ? Chúng ta đánh giá lực đầu đầy thất trái dựa vào nghiên cứu về nhĩ trái, dựa vào dòng chảy qua van hai lá, dựa vào dòng chảy qua tĩnh mạch phổi, dựa vào Doppler mô qua vòng van hai lá, một loạt các thông số để giúp đánh giá áp lực đầu đầy thất trái. Và đây là cái hình ảnh quen thuộc để đánh giá chức năng tâm trương. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu chúng ta rất khó để đánh giá hoặc bệnh nhân có những thay đổi về điều kiện tải liên tục? Khi đó chúng ta dùng thông số gì? Đây, các bạn nhớ có ba kiểu: rối loạn thư giãn, giả bình thường, đồ đầy hạn chế nhá. Trong đó ở đây E trên A trên 2 tức là rất cao, và E trên E phẩy nhá, E trên E phẩy rất cao. Đấy, chúng ta hãy nhìn vào đây để chúng ta tìm cái chỉ số mà đối với chúng ta là quan trọng nhất. Có một loạt các thông số tương ứng với các cái nghiên cứu đó, các cái nghiên cứu ở những vị trí khác nhau, thì chúng ta có một loạt các thông số để đỉ ra cái tình trạng là có tăng áp lực đầu đầy thất trái. Ví dụ dòng chảy qua van hai lá E rất cao, dòng chảy qua tĩnh mạch phổi, vận tốc loan truyền dòng chảy qua van hai lá. Nhưng chúng ta hãy quan tâm đến chỉ số này giúp chúng tôi nhé. E trên E phẩy, E trên E phẩy rất cao thì tức là áp lực đầu đầy thất trái rất tăng, và đây là một chỉ số mà nó ít tương đối độc lập với các điều kiện tải và chúng ta có thể đánh giá rất nhanh. Cái này là giải thích thôi. Đây, cái hình ảnh chúng ta này. EA bình thường, E trên A rất cao, E phẩy bình thường nhá, E phẩy ở đây giảm và E trên E phẩy ở đây trên 15, E trên E phẩy bằng 24. Và bệnh nhân này có tăng áp lực đầu đầy thất trái nặng, đúng không ạ? Đơn giản đúng không ạ? Với các thông số thứ hai, thứ ba gì đấy phải nhớ. Rất đơn giản. Để đánh giá áp lực đầu đầy tim phải đấy, tức là áp lực tức là đánh giá đường kính tĩnh mạch chủ dưới, thì các bạn nhớ chỉ số gì? Đường kính tĩnh mạch chủ dưới trên dưới 21 và sự thay đổi trên hay dưới 50% theo hô hấp hết. Đây là ảnh tĩnh mạch chủ dưới và sự thay đổi theo hô hấp. Các tình huống lâm sàng khác nhau sẽ cho chúng ta các cái phương án lựa chọn để phân tích khác nhau. Ví dụ trong trường hợp sốc tụt áp, vai trò của siêu âm sẽ đánh giá về rối loạn chức năng thất trái, rối loạn đồ đầy thất trái, các biến chứng van tim cấp tính hoặc là ép tim cấp do tràn dịch, tràn máu màng ngoài tim. Cái rối loạn chức năng thất trái thì có rất nhiều: hội chứng vành cấp này, giảm thể tích tuần hoàn, các cái rối loạn nhịp nặng, cái tổn thương cơ tim khác, ví dụ như trong viêm cơ tim, trong cấp cứu ngừng tuần hoàn kéo dài hoặc là do thuốc nhé, do một số thuốc. Chúng ta thấy rằng là phân tích cái phân số tổng máu thất trái thì chúng ta thấy tăng động tức là bao nhiêu? Tăng động tức là F trên 70% nhé. Giảm nặng tức là F dưới 30%, bình thường tức là F từ 55% trở lên. Ok. Rối loạn đồ đầy thất trái thì có cũng một tỷ nguyên nhân: mất thể tích tuần hoàn này, tái phân bố dịch trong trường hợp phẫu thuật vệ, hoặc là phù cổ trướng do mất thể tích vào khoang thứ ba nhé, hoặc là vừa rối loạn tâm thu, rối loạn chức năng tâm trương ở bệnh nhân có nhồi máu tim cấp, rối loạn vận động vùng, đúng không ạ? Làm thế nào chúng ta biết được là bệnh nhân có giảm thể tích tuần hoàn không? Thì những cái thông số đơn giản đó là gì? Tim tăng động, đúng không ạ? Hai là EA thấp, EA dưới 1. Ba là tĩnh mạch chủ dưới xẹp. Những cái gọi là thông số hết sức đơn giản để chúng ta đánh giá à bệnh nhân có thể là đây là giảm thể tích tuần hoàn. Trong thực hành lâm sàng đấy thì chúng ta thấy với những bệnh nhân tụt áp, chúng ta đo lên EA, EA nhỏ hơn 1 có giảm thể tích tuần hoàn, kể cả khi mà chúng ta thấy rằng chức năng tâm thu thất trái của bệnh nhân cũng có ảnh hưởng, thì EA dưới 1 gợi ý là bệnh nhân có giảm thể tích tuần hoàn. Đối với
E phẩy do là nó ít điều phụ thuộc vào điều kiện tải, do vậy nó đánh giá được chính xác hơn và độc lập hơn áp lực đổ đầy thất trái. Tuy nhiên, bệnh nhân dung nhĩ khó, đúng không ạ? Nhịp tim quá nhanh hoặc có chậm, hoặc bệnh nhân có bệnh lý của van hai lá, hẹp hai lá, hở hai lá có ý nghĩa, thì chúng ta cũng khó có thể đánh giá được. Đây là cái lược đồ đánh giá nhanh. Trong trường hợp bệnh nhân có TURAP, đánh giá EA, đánh giá EF, để xem chúng ta thấy áp lực đổ đầy thất trái thay đổi như thế nào. EA nhón 1, EF nhón 8, giảm thể tích tuần hoàn. EA rất lớn, EF trên 15, tăng áp lực đổ đầy thất trái. Ép tim cấp thì chúng ta vừa nói xong, rất may là có bài chẩn dịch màng tim lúc nãy rồi. Chẩn đoán dịch màng tim dựa vào khoảng trống siêu âm. Nhưng chẩn đoán tình trạng ép tim dựa vào gì? Thứ nhất là gì ạ? Ép thất phải, ép nhĩ phải là cái chúng ta gặp đầu tiên. Sau đó chúng ta gặp ép thất phải. Ở những mặt cắt nào? Mặt cắt nào chúng ta thấy rõ nhất? Ép nhĩ phải. Mặt cắt nào ạ? Bốn buông từ mỏm, đúng không ạ? Ép thất phải. Dễ nhận mặt cắt nào? Dạ, trục ngắn cạnh ức, đúng không ạ? Nhớ chúng ta thấy ép thất phải rất là rõ. Hai nữa là gì? Tế bào chủ dưới giãn và ít thay đổi theo ấp. Thứ ba là sự thay đổi của sóng E ở van hai lá, thay đổi sóng E của van ba lá lớn. Ví dụ thay đổi sóng E van hai lá là ít nhất là 20% theo hấp, thường là 30-35%. Thay đổi sóng E bình thường ở van ba lá nó đã có thay đổi theo hấp rồi, nhưng trong trường hợp tim cấp nó thay đổi nhiều hơn, trên 40%. Đấy, thì đấy là những thông số giúp chúng ta đánh giá à bệnh nhân có tình trạng ép tim cấp, bất kể là lượng dịch có thể không quá nhiều. Đây là trường hợp bệnh nhân này dịch ít này. Ô, đã để chạy liên tục rồi mà sao lại cứ ít, vừa và nhiều, ba trường hợp khác nhau. Được không? Đây, trường hợp mà chúng ta nhìn thấy trên mặt cắt trục ngắn cạnh ức hiện tượng đè xẹt thất phải ở vị trí đường ra thất phải rất là rõ ràng nhé. Tĩnh mạch chủ dưới giãn căng và sự thay đổi của sóng E van hai lá rất lớn, trên 30%. Ngoài ra thì đối với trường hợp là ép tim cấp thì chúng ta có siêu âm để chúng ta làm gì? Hướng dẫn để dẫn lưu dịch mà ngoài tim cấp. Đây, đây một trường hợp mà bệnh nhân phải làm cản âm, bởi vì chúng ta không biết được là chúng ta có chọc vào đúng mà ngoài tim không, hay là chúng ta đang sinh thiết cơ tim. Thế thì ta bơm bọt cản âm vào đây bằng một phương pháp hết sức đơn giản. Đấy, chúng ta sử dụng muối sinh lý cộng với khoảng 0.5 ml để tạo bọt cản âm, bơm qua kim chọc giò. Khi đặt giò siêu âm, nếu bọt cản âm mà xuất hiện ở trong buồng tim thì chứng tỏ chúng ta đã ngoáy vào trong tim rồi, đúng không ạ? Và trong trường hợp đó đừng cố nhé, đừng cố, bởi vì thực ra khi các bạn thăm dò gì màng tim, chúng ta rút ra chỉ khoảng 20 ml, chưa đến 100 ml là cái tình trạng ép tim đã có thể cải thiện rồi. Thế nên là trong trường hợp mà chúng ta rút ra dịch, ok có, nhưng đến khi chúng ta đặt dẫn lưu, chúng ta đặt vào trong tim thì mời rút ra và nên mời ngoại, đừng cố đặt, bởi vì lúc đó thì nguy cơ dành cho bệnh nhân lớn hơn là cái lợi ích. Đây là cái trường hợp thường hay gặp ở trong các cái khoa điều trị tích cực, do là những bệnh nhân và suy hô hấp sau thở thở thông khí nhân tạo xâm nhập không xâm nhập thì càng thở lại càng khó chịu hơn. Thì khi đó người ta buộc phải làm siêu âm thực quản để xem có tồn tại lỗi bầu dục thấm hay không nhé. Và lúc đó thì người ta thường là thực quản hoặc là thực quản cộng cản âm. Các bệnh lý cấp cứu của van tim thì rất may là chúng ta đã xem rồi, đúng không ạ? Những phù phổi cấp không rõ nguyên nhân, những trường hợp mà tiếng thổi mới trên van nhân tạo, và hầu hết những trường hợp đấy là gì ạ? Hoặc là nhiễm trùng, tức là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn gây sút van, đúng không ạ? Gây thủng van, gây đứt dây chằng van, đôi khi là chấn thương van tim, đôi khi là tổn thương của van tim do bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ của chứng bành cấp, đúng không ạ? Và
Đối với van nhân tạo thì có thể là liên quan đến tắc mạch. Đấy, đây là một loạt các nguyên nhân chúng ta thấy. Và các cái hình ảnh khác nhau. Ví dụ như đứt dây chằng van hai lá mà chúng ta thấy rõ nhất ở trên siêu âm tim qua thực quản, tạo ra một lòng hở lệch tâm. Đây là xùi van động mạch chủ rất to, gây xa hẳn van động mạch chủ ra đây, tạo thành một cái lòng hở chủ rất lớn. Đây là hở cạnh van hai lá do viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn. Để đánh giá chức năng van nhân tạo, chúng ta cần phải nhớ gì? Các bạn nhớ hai thông số thôi. Chúng ta đo trên Doppler màu thì chúng ta đánh giá dòng hở qua van nhân tạo, xem có hở cạnh van hay không, có hở nặng lên hay không. Trên Doppler liên tục thì chúng ta đo tranh áp trung bình qua van và thời gian bán hàm áp lực, để thông qua đó chúng ta đánh giá đối van hai lá, chúng ta đánh giá diện tích lỗ van và đánh giá diện tích lỗ van hữu dụng. Đối với áp lực thì chúng ta, tức là với tranh áp, chúng ta chỉ cần hai thông số. Đối van động mạch chủ nhân tạo khi nào? Tranh áp trung bình trên 30 mét thủy ngân nhé. Tranh áp trung bình quá cao trên 30 mét thủy ngân là chúng ta phải nghi ngờ là có vấn đề của van động mạch chủ nhân tạo. Chưa biết là gì. Van hai lá nhân tạo tranh áp trung bình trên 8 là chúng ta đã phải nghi ngờ rồi. Xem có vấn đề gì bất thường không. Có thể đối van động mạch chủ nhân tạo là gì? Là kẹp, nhưng cũng có thể là do vòng van nhỏ, tranh áp cao từ ngay sau khi mổ. Do vậy trong trường hợp đấy chúng ta còn phải hồi cứu lại hồ sơ và dựa vào cả lâm sàng của bệnh nhân nữa. Hoặc là có một số trường hợp là ví dụ có thai, tăng tranh áp nhưng không bao giờ tranh áp tại tăng quá mức. Đúng không ạ? Tranh áp tăng quá mức thì rõ ràng chúng ta phải nghi ngờ và đừng bao giờ chúng ta vội vàng, chúng ta nghĩ đến là bình thường sinh lý trước khi chúng ta loại trừ bệnh lý. Đối hội chứng động mạch chủ cấp, đội chứng vành cấp thì chúng ta tìm rối loạn vận động vùng và các cái biến chứng cơ học. Đây, cái này thì chúng ta thấy rồi. Và các biến chứng cơ học ở đây, ví dụ như là đấy, đứt cột cơ van hai lá, thủng vách liên thất, vỡ thành tự do gây tràn máu bằng ngoài tim, là những cái biến cố chúng ta đã được học và chúng ta có thể dễ dàng phát hiện dựa vào siêu âm. Hội chứng động mạch chủ cấp thì chúng ta xem tốt nhất, cái hình ảnh đẹp nhất chúng ta thấy reo lên, đấy là gì ạ? Thấy nội mạc bay phần phật, đây là lóc tách, hình ảnh lóc tách. Thì có thể chúng ta nhìn thấy ở đâu? Chúng ta nhìn thấy ngay ở mặt cắt, chủ dọc cạnh ức, hay là mặt cắt trên hõm ức, hoặc là mặt cắt hai buồng từ mỏm nhưng lấy toàn bộ động mạch chủ xuống. Đúng không ạ? Và lúc đó thì các bạn cũng đừng tiếc gì một cái nhát cắt để chúng ta lia xuống động mạch chủ bụng xem có hay không nhá. Bởi vì nó có thể lóc từ trên xuống nhưng cũng có thể đi từ dưới lên. Nên là các bạn đừng vội vàng kết luận ngay là nó chỉ lóc ở đâu đó thôi, mà trước khi chúng ta tìm. Cái khó ở đây là gì? Cái khó ở đây là siêu âm, nhất là siêu âm qua thành ngực và kể cả siêu âm thực quản nữa, chúng ta cũng có thể, nhiều khi chúng ta phải đánh giá là gì ạ? Huyết khối nhá. Huyết khối trong thành động mạch chủ gây loét, loét thành động mạch chủ, và huyết khối gì ạ? Trong lòng động mạch chủ, tức là bám thành động mạch chủ, hay gặp ở trong trường hợp phình mà chưa tách. Ngoài ra chúng ta đo kích thước động mạch chủ, mức độ hở chủ, đặc biệt là khi mà bệnh nhân có lóc động mạch chủ tiếp A thì đánh giá cái mức độ hở chủ là một thông số cực kỳ quan trọng đối với bác sĩ phẫu thuật để người ta quyết định cái phương án phẫu thuật của bệnh nhân. Ngoài ra còn gì nữa? Xem nó có vỡ, tối thiểu là nó có gây phản ứng, gây ra tràn dịch màng phổi không, hoặc là nó vỡ cả vào màng phổi, nó vỡ vào màng tim hay chưa. Đây là các cái mặt cắt hữu ích nhé. Chụp dọc cạnh ức, nâng lên một hai khoang lên sườn, trên hõm ức, chúng ta nhìn thấy đây, đây mặt cắt hai buồng từ mỏm, chúng ta có thể nhìn thấy động mạch chủ xuống cắt ngang, và chúng ta xoay sang thì chúng ta thấy động mạch chủ xuống cắt dọc, đúng không ạ? Đấy là những cái mặt cắt khá là cơ bản để chúng ta nhìn. Còn đối với siêu âm cực quản thì cũng rất tiếc là chúng ta chỉ nhìn được cái đoạn mà chúng ta nhìn rõ nhất cũng chỉ có một giới hạn ở đây thôi, đúng không ạ?
Đây toàn bộ phần này. Đấy, xem qua thực quản thì chúng ta cũng không được có nhiều thông tin về toàn bộ động mạch chủ, mà chúng ta chỉ nhìn được quay là chính. Phần cuối cùng, khi bệnh nhân ngừng tim, chúng ta có nên làm siêu âm? Có chứ, nhé. Và phải, nếu mà có máy siêu âm thì phải song song với việc chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn, chúng ta phải làm siêu âm tim. Với điều thực ra là rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một cái đầu dò siêu âm cầm tay và 2D là đủ để chúng ta có thể phát hiện rất nhanh những cái nguyên nhân có khả năng giải quyết được. Ở một bệnh nhân mà đã gì? Đã ngừng hoạt động điện rồi, ngừng tim mà. Ngừng hoạt động điện nhưng cơ học thì vẫn còn, hoạt động cơ tim vẫn còn, ít nhất là trước khi, sau khi chúng ta ép tim mà tim đập trở lại, đúng chưa? Chúng ta tìm cái gì nào? Thuyên tắc phổi cấp gây ngừng tuần hoàn, có. Ép tim cấp, tràn dịch màng ngoài tim, có. Tràn khí màng phổi áp lực, tìm được không? Có. Hoặc là mất dịch do những cái trường hợp như vỡ phình động mạch chủ chẳng hạn, chúng ta có thể tìm được, đúng không ạ? Và quy trình này, quy trình chúng ta hồi sinh tim phổi, song song với đó bác sĩ siêu âm bật máy siêu âm chuẩn bị đầu dò sẵn, dừng hồi sinh tim phổi, ấp đặt đầu dò mặt cắt dưới bờ sườn, hoặc là đặt đầu dò thực quản nếu như bệnh nhân đang đặt ống thở, và chúng ta đề nghị đặt dò xong mời các bác dừng 5 giây thôi, trong vòng 5 giây tối đa là 10 giây các bạn đánh giá nhanh có dịch không, thất vải như thế nào, thất trái giảm động, vô động có giãn hay không, bởi lúc đó thì gần như là gì, vô động rồi nhé. Thất trái có giãn không hay là thất trái nhỏ, đúng không ạ? Thất phải có giãn hay không, và vận động của thất phải nếu có, dịch màng ngoài tim có hay không. Đó, đó là những cái thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu dịch màng tim ít nhất từ mức độ vừa trở lên, tức là do ép tim, thất phải giãn, có thể là thuyên tắc phổi, nhất là phải phối hợp với cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Thất phải nhỏ tăng động, ngừng tim do có thể là giảm thể tích tuần hoàn quá mức nhé. Thất trái giãn giảm động thì rõ rồi, hoặc vô động rối loạn chức năng thất trái nặng, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta phải siêu âm đúng thời điểm, chưa đợi đến thời điểm mà bệnh nhân đã cấp cứu ngừng tuần hoàn 1 tiếng thì đến lúc chúng ta siêu âm có khi chúng ta chỉ nhìn thấy gì, cục máu đông ở trong toàn bộ 4 buồng tim, chẳng thấy gì nữa cả, chứ không nhìn thấy gì nữa, đúng không ạ? Kết luận lại, siêu âm Doppler tim trong cấp cứu rất dễ để thực hiện bởi vì nó rất nhanh, không cần các cái máy siêu âm nhiều chức năng, không cần phải khảo sát quá tỉ mỉ. Chúng ta chỉ cần nhớ những cái thông số như tôi nói từ đầu bài đến giờ, không vượt quá 5 ngón của bàn tay. Đối với siêu âm tim cấp cứu, chúng ta chỉ cần nhớ không vượt quá 5 ngón của bàn tay, và hiệu quả thì rất cao, cứu được tính mạng bệnh nhân và tránh những cái sai suất có thể những cái sơ sót có thể xảy ra khi chúng ta cấp cứu bệnh nhân. Với một điều kiện duy nhất là chúng ta phải qua đào tạo, nhưng đào tạo rất nhanh, có thể một buổi là các bạn có thể làm được. Bài của tôi hôm nay coi như là xong. Một phần nữa là siêu âm tim đánh giá huyết động, siêu âm cấp cứu đánh giá huyết động thì tôi sẽ để dành trong phần, bởi vì tôi có lịch làm việc với các anh chị về siêu âm tim thực hành thì tôi sẽ để phần đó vào siêu âm tim thực hành, và các anh chị sẽ sử dụng. Hôm đó thì tôi sẽ mang máy siêu âm sách cầm tay đến để các anh chị, hôm đó chúng ta nhớ nhắc nhé, nhờ lớp trưởng đâu nhỉ, cho tôi 2 cái bàn nhé, cho tôi 2 cái bàn để cho các bạn thực hành đánh giá gọi là huyết động ở bệnh nhân có cấp cứu về tim mạch, ok, được không ạ? Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.